giàn nan của nhà anh chiến sĩ ở xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Anh ở đâu? Dạ, em bên Phùng Hàng. À thế à? Đấy. Bên nhà chơi rất nhiều lan lắm rồi. Hạt tôi là họng hồng, thêm nhiều hạt. Dạ. Nửa tiếng rồi. Dạ. Giờ nó chưa có hoa. Đâu nhãn này à? Hàng đầu đất ở cái nhà đây. Đầu đất ở khu vực này. Con tao con này mấy cái con sống tao.